Ơi là mẹ. Trước hết đó, là bác sĩ Thầy Bình giới thiệu tôi là đứng đằng sau lưng này, nhưng mà thực sự đó, cái người mà đứng đằng sau lưng này đó là bà xã tôi. Where are you? Ok. And so thành thử đó là trước hết đó, là tôi xin được cảm ơn tất cả các đại diện truyền thông, báo chí cũng như là truyền hình TV và đài WOA. Đó là lần đặc biệt, là đây là một trong, tôi nghĩ là lần đầu tiên mà họ đã chú ý đến, tại vì đây trong lịch sử tôi cũng đã tham gia rất nhiều, nhưng mà chưa bao giờ mà có một cái group của người đàn bà Việt Nam mà tham gia vào cái tiến trình chính trị. Cảm ơn chị Mộng Hoa. Cảm ơn Natalie for your very emotional story. Natalie, thank you. Xin cảm ơn tất cả quý vị đã đến đây. Tôi cũng rất là vui mừng. Chúng tôi làm cái này mà ngày hôm qua cũng thực sự không biết bao nhiêu người đi. Lần đầu tiên đó là có thể là 5 người, 10 người hay là 50 người, không biết. Hôm nay là chúng ta đã chỉ được. Bà xã tôi có thể cho biết cái con số hôm nay là bao nhiêu rồi? 74 người. 74 người. Và xin một lần nữa xin cảm ơn tất cả quý vị. Nếu ai chưa có ghi tên thì xin ghi tên giờ. Xin chào lại.